Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét xóa quy hoạch các khu công nghiệp chưa thực hiện thuộc huyện Củ Chi trong thời gian qua gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Các khu công nghiệp bị xóa bao gồm cụm công nghiệp Tân Quy A, khu công nghiệp Hóa Dược Phước Hiệp và khu công nghiệp Bào Đừng. Theo thông tin của Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có đến 17 cụm công nghiệp với diện tích đất gần 900 hecta sẽ được xóa khỏi quy hoạch. Để đến năm 2020, thành phố dự kiến chỉ còn tổng cộng 13 cụm công nghiệp với diện tích gần 764 hecta. Cư dân sinh sống ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng việc nhiều khu công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn huyện gây khó khăn cho người dân trong việc chuyển mục đích đất ở, xây nhà, tách thửa, v.v. Sở quy hoạch kiến trúc các sở ngành và ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã thống nhất đề nghị xóa quy hoạch cụm công nghiệp Tân Quy A, trước khi đó đề xuất đưa khu công nghiệp Phước Hiệp và khu công nghiệp Bầu Đưng ra khỏi danh mục quy hoạch các khu công nghiệp tại thành phố, đang được đề xuất báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo thực hiện trước mắt sẽ công bố cho người dân về việc xóa quy hoạch hai khu công nghiệp này vào cuối tháng 7 năm 2016. Việc giảm diện tích đất cụm công nghiệp là điều cần thực hiện bởi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, đền bù giải tỏa ngày càng khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế hiện nay vẫn có một số cụm công nghiệp nằm xen cài trong khu dân cư.